chiếc xe Mazda 3 nó có một cái tính năng thì thấy khá là hay, mà không phải nói chứ chắc là chỉ có trên những chiếc xe mà mắc tiền nó mới có thôi, chứ không phải là trên mấy chiếc xe cỏ giống vậy mà nó có đâu các bạn. Các bạn thấy cái mặt đồng hồ đang hiển thị km tốc độ đúng không? Cái này là cái dạng đồng hồ analog, kiểu đồng hồ dạng đồng hồ cơ đó. Khi mà chúng ta nhấn vào cái nút info ở đây nè thì nó sẽ chuyển các bạn. Đây, một cái chuyển nha, là nó hiện thông tin lái xe là lít trên km nè. Khi mà chúng ta bấm thêm một cái nữa, nó chuyển qua cái đồng hồ này. Lúc này là chúng ta chỉ thấy được cái tốc độ thôi, duy nhất cái tốc độ thôi các bạn, với lại cái số thôi. Đó, còn cái xe này là cảnh báo lệch làn á các bạn, cảnh báo lệch làn đó. Và chúng ta chỉ nhìn thấy duy nhất cái tốc độ chúng ta đang chạy thôi. Cái này có nghĩa là khi mà ví dụ như chúng ta chạy trên cao tốc chẳng hạn, đó, thì một cái đồng hồ đơn giản như thế này nó cực kỳ an toàn ha. Chúng ta liếc xuống cái là chúng ta thấy liền, chúng ta không có phải nhìn quá nhiều thông tin. Thành ra là cái việc chúng ta lái xe nó sẽ cực kỳ an toàn. Nó cũng giống như là trên những cái chiếc siêu xe hay là như thế nào đó mà họ đơn giản hóa cái đồng hồ á, để nhìn một cách nó đơn giản nhất á. Đó. Thì ở đây cái đồng hồ chúng ta có thể chuyển tới chuyển lui thành những cái đồng hồ, những cái kiểu dạng như vậy. Một là đồng hồ kim như thế này đó, kim nó vẫn chạy bình thường các bạn đó. Đó, qua đây, và nó sắc nét tới nỗi mà khi chúng ta nhìn cái đồng hồ kim á các bạn, cái kim nó nhìn nó y xì với lại những cái đồng hồ kim hai bên luôn. Hai bên là cũng dạng là nó cũng dạng là dạng kim thiệt luôn á nha, kim thiệt chứ không phải là màn hình nha, ở giữa là màn hình. Nhưng mà nó làm không biết sao nó làm rất là sắc nét luôn, nhìn y xì luôn, nó không phân biệt được luôn. Thì chúng ta bấm chuyển qua chúng ta mới biết à, đây thằng ông nội này là màn hình điện tử. Đó, trên chiếc xe Mazda 3 nó có một cái tính năng này thấy khá là ok luôn, mà trên mấy chiếc xe cùng phân khúc là chắc là không có đâu.